Giờ thì hôm nay mình có kiếm được vài con động cơ 220V, động cơ 550 nhé, chạy điện 220V. Đây, em nhìn cái dây đồng bên trong nó sẽ nhỏ hơn như này, hơi khó nhìn. Cái cánh quạt nó che mất rồi. Nói chung là con này nó sẽ chạy điện là 220V và nó sẽ khỏe hơn cái con động cơ trước mà mình làm cái máy 220 ấy. Đây là cái con này này. Thì nhìn cái con này chắc chắn nó sẽ to hơn, là cái công suất của nó lớn hơn. Công suất của con này thì nó tầm khoảng hơn hơn 60W. Con này có 40 thôi, nhưng mà cảm giác con này mạnh hơn rất là nhiều luôn. Đây, có cả quạt tản nhiệt nữa này, động cơ to hơn, nhìn đầm hơn, trục thì vẫn bằng nhau là 3,17. Thì con này hôm nọ mình bóc ra này, hôm nọ khoan khoan lỡ khoan vào cái dây đồng, thế là hỏng mất một con này. Đây, check cái dây đồng này, hỏng mất một con. Thì con này nó được cái là nó có vòng bi hai chục này. Đấy, có được mỗi cái là cái vòng bi hai chục này thôi, còn các mọi thứ với con này vẫn ok hơn. Đấy, vậy mình sẽ độ cái con này và cái máy kia, nó sẽ cho ra ta cái công suất lớn hơn, cắt phê hơn rất là nhiều nhá. Quá trình nó cũng chỉ là bóc cái con lần trước ra và dán vào thôi. Thì cái link video trước mà ai chưa được xem thì mình sẽ để ở dưới nhé, làm tất cả phần dưới luôn, chỉ khác mỗi cái động cơ kia là nó khác thôi, còn nói chung là mọi bước nó vẫn như vậy nhá, không có gì khác cả. Đấy. Anh nghe tiếng này. Đây, mình có khoan thêm hai cái lỗ tản nhiệt như này. Đấy, vẫn là cái máy lần trước đấy nhá. Rồi bây giờ chủ yếu là cái phần test của nó, xem nó có phê hơn nhiều hay không.
nồi vật lộn thì bây giờ máy thì nó cũng hơi ấm một tí rồi, nhưng có quạt tản nhiệt này cũng đỡ. Nó chạy với cái vòng tua như vậy và cắt với những thứ như vậy thì nó nóng lên là phải rồi. Thì chạy không nó đã nóng rồi, nhưng mà nó không chưa đáng kể nhá, bởi vì mình chạy lâu thì chưa biết nó nóng đến cái mức độ nào nữa. Đấy, về nó ấm ấm một tí rồi, hơn thôi. Chứ nói chung là cái nhiệt độ này coi như chưa có gì đi. Chạy rất là ok. Khoan cưa cắt mài nó sẽ khỏe hơn cái động cơ trước mà mình đã làm nhá. Đâu nhỉ? Đây đây động cơ này này. Sau khi hỏng con này thì bên này ra được mấy bên kia. Tuy cái này có vòng bi nhưng mà không thể nào ăn nhầm với con kia được. Đây chốt là bây giờ máy của mình sẽ đổi hết sang cái động cơ này nhá. Đấy cho khỏe. Đấy. Vòng bi rất trơn tru luôn. Nhưng mà nhìn nó nhỏ hơn. Tốc độ nó chậm hơn này và nó không khỏe bằng. Công suất nó yếu hơn thì nó phải chịu. Đấy, nói chung là con này rất là tốt. Bây giờ anh em mà thay làm máy cưa thì cứ sử dụng con này cũng được. Rồi, chúc bạn thành công nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình và nhận thông báo từ các video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau. Bye bye.